Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, dạ dày là cơ quan tiêu hóa lớn nhất, nằm giữa tá tràng và thực quản. Bộ phận này có chức năng chứa và tiêu hóa thức ăn do con người dung nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều người mắc phải các căn bệnh đau dạ dày, bệnh có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng, đồng thời có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe. Đặc biệt, trong dịp lễ Tết, khi phải tham gia nhiều buổi tiệc tùng, thì việc làm sao để loại bỏ nỗi lo về căn bệnh này chắc hẳn được rất nhiều người quan tâm. Để trả lời những câu hỏi này, mời quý vị cùng lắng nghe lời tư vấn của Thạc sĩ, bác sĩ Cao Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục Bác sĩ gia đình ngay sau đây. Viêm dạ dày hay còn được gọi là đau dạ dày đó, là người ta nói tới một cái tình trạng là cái niêm mạc của dạ dày nó bị viêm và nó sung huyết. Và thường là nó có thể nó biểu hiện các cái triệu chứng giống như là đau bụng, thường là đau cái vùng trên rốn, có thể là đau liên quan tới bữa ăn, có thể là đau lúc đói hoặc là đau sau khi chúng ta ăn. Cũng như nguyên nhân đầu tiên là nhiễm cái vi khuẩn Helicobacter pylori. Cái nhóm nguyên nhân thứ hai là cái nhóm mà do thuốc. Thì thường thấy là chúng ta thấy là có những người bệnh uống các cái thuốc mà giảm đau kháng viêm non-steroid là một. Cái nhóm nữa đó là liên quan về vấn đề chế độ ăn uống. Thường là chúng ta sẽ ăn bỏ cử, ăn không đúng giờ, hoặc là chúng ta ăn quá no, làm cho cái dạ dày ảnh hưởng bị căng giãn đột ngột. Và một cái vấn đề quan trọng nữa là sử dụng các cái loại thức uống mà chứa nhiều cồn, mà chúng ta sử dụng một cách liên tục và nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề mà tổn thương cái niêm mạc dạ dày. Trong đa số các trường hợp đó thì cái viêm dạ dày thì nó sẽ hết trong cái thời gian nhanh chóng nếu mà chúng ta điều trị nó hợp lý. Có một số trường hợp nếu như chúng ta không phát hiện sớm hoặc chúng ta điều trị chưa hợp lý thì cái viêm dạ dày nó có thể dẫn tới một số trường hợp như là loét dạ dày nặng hơn, hoặc là gây ra các biến chứng là xuất huyết do cái ổ loét đó. Và một số trường hợp mà nặng nữa mà chúng ta không phát hiện kịp thời thì cái việc mà từ viêm nó có thể chuyển qua loét dạ dày và có thể năng dẫn đến cái ung thư. Thông thường thì trong các cái dịp mà cuối năm hay là cái dịp Tết, chúng ta biết là đó là cái khoảng thời gian mà chúng ta tiệc tùng trong cơ quan, rồi chúng ta gặp mặt những người thân trong gia đình, và có nhiều cái cuộc vui ăn uống xuất hiện trong những cái dịp cuối năm và dịp Tết. Thì vấn đề quan trọng là chúng ta phải biết, đối với những người bệnh mà đã có bệnh lý dạ dày rồi đó, thì vấn đề quan trọng là chúng ta phải tuân thủ cái chế độ điều trị theo hiện tại của chúng ta. Và chúng ta không vì cái chuyện là những cái bữa tiệc tùng mà chúng ta quên đi cái chế độ mà chúng ta đang điều trị. Còn đối với những cái người bệnh mà chưa có bệnh lý dạ dày gì hết thì để giảm cái nguy cơ mà đau dạ dày trong các cái dịp Tết hay là gọi là viêm dạ dày cấp trong dịp Tết đó, thì chúng ta cũng phải là tiết chế theo cái chế độ mà sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Thí dụ như là chúng ta phải hạn chế bớt các cái loại thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, các cái loại thức ăn mà nó có nhiều rau cải hoặc là ủ muối rồi này kia nhiều đó. Và vấn đề quan trọng là chúng ta không được bỏ cử. Nhưng khi chúng ta vui quá, chúng ta đi chơi ngay cái dịp Tết, chúng ta bỏ cử, không ăn uống đúng giờ thì nó cũng làm ảnh hưởng tới cái vấn đề dạ dày của chúng ta. Và vấn đề nữa là thường là chúng ta thấy là trong dịp cuối năm hay dịp Tết thì thường là cái vấn đề mà rượu bia hoặc là các loại nước uống mà có cồn mà chúng ta thường sử dụng nhiều. Thì như vậy thì chúng ta phải lưu ý một cái chuyện là tránh tuyệt đối, không sử dụng các cái nước uống có cồn hay là rượu bia mà liên tục, có nghĩa là từ ngày này qua ngày nọ, và hoặc là uống trong lúc đói. Cho nên là cái việc sử dụng chúng ta phải tiết chế và hạn chế lại thì chúng ta mới giảm được các cái vấn đề đau dạ dày hay là viêm dạ dày cấp trong cái đợt mà lễ Tết.